Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện tương đối toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo điều lệ Đảng quy định, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy và cấp ủy giao. Cụ thể, đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra và các cơ quan đơn vị có liên quan, thực hiện công tác thẩm tra, xác minh, nhận xét, đánh giá đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý và giúp cấp ủy xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng trong 6 tháng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 82 đảng viên, 53 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Giám sát theo chuyên đề 136 đảng viên, 96 tổ chức đảng. Các cuộc kiểm tra giám sát đều đảm bảo đúng quy trình quy định, chú trọng làm tốt việc thẩm tra, xác minh, kết luận rõ đúng sai, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, giúp tổ chức đảng, đảng viên kịp thời nhìn nhận, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm ngay từ khi mới manh nha. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tô Văn Từ đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong 6 tháng đầu năm đã góp phần tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ luật kỷ cương của Đảng, ngăn chặn tham nhũng tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung xem xét giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định, thời gian, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình năm 2021, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện việc quán triệt triển khai nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh.